Chiều nay, đoàn cán bộ lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, cấp huyện do đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm một số công trình, dự án trọng điểm về kinh tế xã hội của tỉnh. Đoàn đã tới thăm nhà máy Hyundai Thành Công số 2 khu công nghiệp Gián Khẩu, huyện Gia Viễn. Tại đây, đồng chí Đỗ Việt Anh ghi nhận đánh giá cao những kết quả và đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tập đoàn Thành Công sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho lao động địa phương. Tới thăm khu du lịch nghỉ dưỡng Vedana Resort nằm trên địa bàn xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, đồng chí Đỗ Việt Anh và các thành viên trong đoàn đánh giá cao những kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch, thu hút khách du lịch, tạo việc làm và đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trong thời gian tới. Đoàn cũng đã tới tham quan công trường xây dựng đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn thành phố Tam Điệp. Được xác định là công trình trọng tâm phải hoàn thành sớm nhất để mở ra không gian, tạo dư địa và bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trước mắt và có tầm chiến lược dài hạn. Nên trong thời gian qua, chủ đầu tư, chính quyền địa phương, nhà thầu thi công, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư, công nhân đã làm việc hăng say, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Qua tham quan trao đổi, nắm bắt tình hình thực tế, đồng chí Đỗ Việt Anh mong muốn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công cũng như khai thác có hiệu quả các công trình, dự án, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.